Em xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay em muốn giới thiệu với các bác một cái lô cây măng cụt Thái. Lô măng cụt Thái các bác nhé. Nói đến măng cụt thì chắc rằng là không còn ai lạ lẫm nữa. Là một trong những cái dòng cây mà có chất lượng quả ăn rất là tốt cho sức khỏe. Các bạn bé nhà em cũng rất là thích, rất là chuộng cái dòng quả măng cụt này. Nhưng mà ở thị trường hiện tại có hai loại măng cụt, đấy là măng cụt Thái và măng cụt ta. Măng cụt Thái thì quả nó tương đối là to và hạt nó bé, thậm chí hạt nó còn rất rất nhỏ luôn. Còn măng cụt ta thì quả bé và hạt rất là to, đấy là cái đặc điểm. Và nhiều bác ở ngoài miền Bắc này nói là tôi trồng măng cụt, tôi trồng măng cụt nó không thể có quả. Em sẽ dẫn chứng cho các bác biết vì sao nó lại không có quả hôm nay. Các cái bạn chạy quảng cáo mạng một thời gian dài của năm 2021, các bạn ấy lấy một cái lượng măng cụt rất là nhiều từ miền Nam ra. Đấy là măng cụt ta, từ miền Nam ra các bạn chạy quảng cáo và bán cho khách hàng cực kỳ nhiều, với số lượng cực kỳ nhiều. Sau một thời gian khách hàng trồng thì có thể là từ rất là lâu rồi, từ ngày xưa ấy, những cái dòng măng cụt này đã được bán đại trà. Thế nhưng mà cái lượng người trồng thì đa số là nó không có quả, hoặc là chậm có quả, hoặc lâu có quả. Vì sao? Vì đó là măng cụt ta. Với cái dòng măng cụt ta thì nó tương đối là lâu các bác nhé. Có thể là 5 năm, 4, 5 năm, có thể là 6 năm, 7 năm. Em sẽ có một cái dẫn chứng, em có một anh khách hàng tại Tuyên Quang. Anh này trồng một cái diện tích rất là lớn các loại cây ăn quả. Và được em giới thiệu cái dòng này. Được em giới thiệu sang cái dòng này thì lúc đầu anh ấy không tin lắm. Alo ạ? Dạ 9 triệu anh nhá, 9 triệu một cây anh nhá. Gốc nó to tầm, cây nó chỉ cao tầm 1,5 m, mét 3 đến 1,5 m thôi. Dao động từ 1,3 m đến 1,5 m, sum xuê và có nhiều trái anh nhá. Dạ vâng ạ. Dạ, dạ vâng. Đó, và cũng như em chia sẻ thì cái anh này em mới nói với anh là anh thử đưa về trên anh. Anh trồng một thời gian xem cái cây nó phát triển như thế nào. Thì anh ấy nói là, bạn bè anh ấy nói là cái cây này nó không hợp, nó không hợp với khí hậu của miền Bắc đâu. Đừng mất công trồng làm gì, nó vừa mất thời gian, nó vừa tốn thời gian của mình mà nó lại không có quả. Thì em bảo anh ấy là anh cứ trồng đi, anh trồng thử xem nó như thế nào. Vì cứ trồng rồi bỏ quên nó đi, cái kết quả nó chỉ ra trong vòng tầm 2-3 năm là anh nhìn thấy. Thì anh này anh ấy cũng thực ra là anh cũng miễn cưỡng thôi, anh ấy cũng nghe em rồi anh ấy trồng thử. Sau khi anh đưa về trồng thử thì các bác không thể tin được đâu. Trong vòng từ đến thời điểm này tính ra nó được 2 năm. Được 2 năm hoặc nhỉnh một chút. Thế mà quả nó sai. Quả nó sai kinh khủng luôn, rất là sai luôn. Hôm rồi anh ấy có dịp về vườn em, lấy thêm một số cây giống và anh ấy có đưa hình ảnh. Anh có chụp hình ảnh cho em xem và anh có khoe với em là lúc đầu anh nghĩ là nó không thể có quả được. Vừa rồi bạn bè anh lên vườn thăm ấy, mọi người nhìn thấy, mọi người bảo, mọi người còn không thể tin được, mọi người còn ngạc nhiên luôn là tại sao cây mới trồng 2 năm nó đã có quả như thế này. Đấy, thì hôm nay em sẽ chia sẻ với các bác vì sao mà khách của em Yến trồng 2 năm lại có quả. Hay là một số bác trồng rất nhanh có quả mà một số bác trồng lại không thể có quả. Mãi mà nó không có quả, cái lý do của nó nằm ở đâu thì hôm nay em sẽ chia sẻ nhé. Cái cây măng cụt Thái ấy, nếu các bác mà lấy đúng cái hàng măng cụt Thái từ Thái về Việt Nam, có thể là nó là dòng cây được ươm ra khá là chuẩn, rất là chuẩn đấy. Từ dòng măng cụt Thái đưa về Việt Nam thì lá nó to hơn, to bản hơn cái lá măng cụt của mình. Nó to bản hơn rất nhiều luôn, chứ không phải là to, nó lá nó to gần gấp rưỡi luôn ấy. Như em Yến nhìn thấy là nó phải to gấp đôi, rưỡi đến gấp đôi. Thì với cái dòng măng cụt này ấy, khi mà khách hàng bên em Yến trồng thử ấy, thử nghiệm ấy, thì cái chất lượng thì không thể chê vào đâu được. Mọi người trồng đều có quả rồi, đều được ăn rồi, trong 2 năm, 3 năm. Thế nhưng những cái cây măng cụt Thái mà có một thời điểm em Yến lấy từ trong miền Tây ra thì nó lại không có quả, gần như nó không có luôn. Hoặc là nó rất là chậm, có bác nào mà trồng có đến 5 năm nay bắt đầu mới nhìn thấy có hiện tượng có quả. Thì đấy là do cái dòng măng cụt ta. Dòng măng cụt ta này nó rất là lâu. Đấy em mới phát hiện ra là, thì hóa ra là những cái dòng cây của Thái Lan đưa vào Việt Nam
cái mức độ sản xuất cây giống của người ta nó cũng khác mình, chứ không phải là đơn giản như của Việt Nam mình làm đâu. Giống như ở Việt Nam mình làm nó đại trà quá ấy, thiên về cái mức độ số lượng quá ấy, nên là cái chất lượng nó cũng đạt, nó cũng kém hơn bình thường. À, cái lô cây măng cụt em đang chia sẻ với cái nhà, cả nhà đây là chính là dòng măng cụt Thái em đã gửi theo một cái xe hàng chở hoa giấy từ Thái sang. Từ năm vào cuối năm 2021 em để ở vườn, mà bây giờ nó, lúc em lấy về nó chỉ có 20 phân thôi mà bây giờ nó đã 60 phân rồi. Nó đã đạt 60 phân rồi các bác nhá. Cây đã rất là đẹp rồi. Thực ra em yến để cây trong vườn là gần như không chăm bón gì cả, để theo diện tự nhiên, để theo diện tự nhiên. Và muốn là khi mình để như thế thì khách hàng mình về trồng ấy thì sẽ tự phải chăm, sẽ tự phải chăm cho cây nó có sức để cho nó bật lên. Chứ em yến không thích bán theo kiểu là cái cây mà chăm sóc nó nhiều cái chất dinh dưỡng quá, khi khách hàng của mình đem về trồng ấy thì mọi người lại phải chăm theo một cái chế độ nó rất là vất vả. Đấy là cái điều mà em không muốn. Và hôm nay cái chia sẻ cái lô cây này với cả nhà, cái điều mong muốn nhất là muốn cho khách hàng của mình có thể trồng được những cái cây măng cụt mà có thể nó đảm bảo nhé các bác nhé, nó sẽ đảm bảo nhất cho khách hàng của mình. Măng cụt thì nó là họ nhà cây bứa. Các bác nào mà nhà ở gần rừng gần đồi ngày xưa ấy, mà được ăn những cái quả bứa rồi ấy, thì các bác biết. Hoặc là nó cũng là họ nhà tai chua đấy ạ. Lá của nó y như lá tai chua, nó cũng là họ nhà tai chua. Nên là nếu nói nó không hợp với khí hậu hay nó không hợp với ở Việt Nam thì hoàn toàn là không đúng nhá. Các bác cứ thử ngẫm mà xem. Cái cây chôm chôm ấy nó khá là hợp với cái khí hậu miền Bắc luôn. Nên là nếu mà bác nào cứ bảo với em là cây này ở miền Nam, cây này ở miền này không hợp, đấy là do họ chưa có sự tìm hiểu, họ chưa có thời gian để kiểm nghiệm về nó thôi. Chứ còn em ở đây ấy, những cái dòng cây nào mà chắc chắn ấy, là mình có cái sự kiểm nghiệm, có thể nhìn thấy bằng thực tế. Và khách hàng của mình trồng người ta có chăm sóc thật sự hay không, hay là người ta trồng theo kiểu bỏ bê, nó cũng khác nhau nhá. Nhiều bác trồng cũng kiểu bỏ bê ấy, nhưng mà cái cây mà nó hợp khí hậu nó vẫn rất là tốt, vẫn rất là sai quả, rất là tốt, quả rất là ngon luôn, rất là đặc biệt. Đấy là cái mà nhiều bác không để ý. Đây, và cái video ngày hôm nay em muốn giới thiệu về cái giống măng cụt Thái ở bên vườn. Cái lô hàng này em thì không còn có nhiều, có 200-300 cây thôi. Em để từ năm ngoái đến năm nay và em thấy nó đẹp nên em quay lại cho cả nhà thôi. Các bác có thể trải nghiệm bằng hình thức chúng ta trồng thử một vài cây thôi các bác nhé. Và hàng này em Yến có thể gửi qua đường bưu điện được. Các bác có thể gửi từ 3 cây, 4 cây. Và các bác có thể mua của em qua đường bưu điện và đón hàng qua đường bưu điện nhé. Và cái video của em Yến hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Em chào tất cả mọi người nhé.